Thưa quý vị, gần 15 năm gắn bó với công tác đội, cô Nguyễn Thị Ngọc Sáng, tổng phụ trách đội trường tiểu học Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, qua đó được hội đồng đội tỉnh hay là trung ương hội đồng đội biểu dương khen thưởng. Trong đợt thi đua mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2023, cô Sáng vinh dự được chọn là một trong 25 gương phụ trách đội tiêu biểu của tỉnh. Tuy nhiên, với cô Sáng, niềm vui lớn nhất là được góp sức mình vào sự nghiệp giáo dục toàn diện cho học sinh, cho các em thiếu nhi. Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm văn và công tác đội, năm 2010, cô Nguyễn Thị Ngọc Sáng về công tác tại trường tiểu học Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Được phụ trách công tác đội đúng với sở thích, nên gần 15 năm qua, cô Sáng không ngừng tìm hiểu, nỗ lực, đổi mới tổ chức, hơn 50 mô hình hoạt động đội của trường phù hợp với điều kiện sở thích của học sinh, nhất là các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. Bản thân tôi là lên mạng tìm hiểu, rồi xong rồi sẽ học hỏi kinh nghiệm của các tổng phụ trách khác, của các anh chị khác, của các trường bạn kế bên. Sẽ vạch ra là đối tượng cần phải tổ chức đó là ai, rồi mục đích hướng đến là gì, rồi sau đó mình sẽ xác định ra được là cần sẽ tham gia là nguyên trường hay là tùy theo từng khối. Rồi mình tùy vào cái điều kiện thực tế của các em để mình tổ chức các hoạt động phong trào. Tự nhận là người chị của học sinh, nên cô Sáng luôn gần gũi đồng hành, khích lệ các em. Và thông qua các phong trào hoạt động, cô đã khơi gợi cho các em tình yêu lao động, yêu quê hương, nghị lực vượt lên cuộc sống. Và trong số các mô hình đội do cô Sáng tổ chức, có nhiều mô hình được Hội đồng đội tỉnh tuyên dương nhân rộng, như hộp thư Điều em muốn nói, vườn hoa đội viên, diễn đàn lắng nghe trẻ em nói. Cái hoạt động mà cô Sáng là bổ ích giúp cho các bạn chơi rất là vui vẻ và thích thú với hoạt động đó. Đóng góp tích cực cho công tác đội, cho sự nghiệp giáo dục, cô Nguyễn Thị Ngọc Sáng nhiều lần được nhận bằng khen của Hội đồng đội Trung ương, cụm thi đua miền Đông Nam Bộ của Hội đồng đội tỉnh. Cô rất là nhạy bén, song sáo trong các hoạt động. Thì hầu hết tất cả các hoạt động mà cô làm đều mang lại hiệu quả cao. Cô luôn chú ý đến những hoạt động ngoại khóa cho các học sinh. Thì các em nó rất là thích thú khi được tham gia cùng với cô tổng phụ trách đội. Thì nhà trường rất là vui bởi vì ở trường có một tổng phụ trách đội năng nổ và nhiệt tình như vậy. Có những cái lúc mà mình cảm thấy mình căng thẳng, mình mệt mỏi, nhưng mà rồi học sinh thì nó cũng rất thích tham gia hoạt động. Mình không được chủ nhiệm nhưng mà học sinh rất là gắn bó với mình, thân thiết với mình. Đó là một cái động lực rồi làm cho mình cảm thấy cũng yêu nghề công tác đội.